Trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản, Câu lạc bộ bóng đá Việt Nam JBFC kết hợp với Công ty Hợp tác Y tế Việt Nam-Nhật Bản VJIC tổ chức giải thi đấu bóng đá VJIC Idol VNJB Cup 2018. Chương trình diễn ra vào cuối tháng 4 tới tại sân vận động Sanrio Indo, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Tham dự giải đấu có 16 đội bóng đến từ các câu lạc bộ bóng đá dành cho người Việt Nam trên khắp đất nước Nhật Bản. 8 đội giành giải cao nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải thi đấu bóng đá giao hữu với các đội bóng của Nhật Bản, dự kiến được tổ chức vào tháng 8 năm nay. Đối với cá nhân tôi cũng như đông đảo anh em người Việt tại Nhật Bản thì đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe để học tập và làm việc. Đồng thời gắn kết tinh thần đoàn kết dân tộc của người Việt Nam xa quê hương như chúng tôi. Giải đấu được tổ chức nhằm gắn kết tinh thần đoàn kết dân tộc, giao lưu văn hóa, tăng cường mối quan hệ sâu sắc giữa hai quốc gia.